Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người việc thứ hai, đó là việc thương dương. Đây là bản việc của kinh đại trường. Thì việc thương dương này thì nó nằm ở ngón trỏ của chúng ta. Thì cách xác định là các bạn chú ý cách xác định, các bạn kẻ thẳng cái đường này xuống và đường này ngang qua thì nó sẽ giao nhau ở đây, nó cách chân móng ra 1 mm hoặc một số sách bằng một cái lá hẹ. Đây nó chính là cái chỗ này, chỗ này. Thì cái huyệt thương dương này nó là huyệt kim, trong huyệt kim của kinh đại trường là tỉnh kim, thì nó có quan hệ biểu lý mi phế, cũng là kim trong kim, thì cũng chuyên điều trị về các cái chứng liên quan đến lại về âm thanh, đặc biệt là nó sẽ ứng dụng trong cái điều trị về đau rát cổ họng tương đối nhiều hoặc là sốt. Thì mình sẽ tiến hành châm, cách xác định châm cho các bạn. Mình sẽ khoảng huyệt này thì tương đối nhạy cảm và tương đối đau nên thủ pháp của chúng ta phải nhanh. Các bạn chú ý nhé, chúng ta sẽ đây cách đo này, như này đây này, các bạn chú ý này. Đấy. Đây các bạn chú ý, tương chắc chắn sẽ đau chứ không phải không đau, nên là cần phải thủ pháp rất là nhanh. Đây là huyệt tỉnh kim khởi đầu của đại trường. Mình xin phép.